Châu Hải My qua đời bất ngờ để lại tiếc thương cho đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Tuy nhiên, một số khán giả thắc mắc lý do tại sao cô đã bị bệnh nhiều năm nhưng không được lo lắng, chăm sóc y tế đầy đủ. Phải chăng có uẩn khúc phía sau? Ngày 18 tháng 12, Sohu đưa tin sự ra đi bất ngờ của Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Châu Hải My, gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ. Theo bệnh án bị lộ ra vào thời điểm được diễn viên được đưa tới bệnh viện, toàn thân ngôi sao quá cố lạnh cứng, đồng tử giãn, không có phản xạ về ánh sáng, không còn hơi thở, cơ thể có vết bầm tím. Vì thế, cái chết của Châu Hải My tạo nên nhiều nghi vấn. Trong một bài viết gần đây, Sohu đăng tải hình ảnh Châu Hải My tham dự sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, tươi tắn sau khi di chuyển cô cần người nâng đỡ. Khi phát biểu, tiếng nói yếu lao lực, thể hiện sức khỏe có vấn đề. Trước đó, truyền thông cho biết Châu Hải My bị ốm một tuần, nữ diễn viên phải thở bằng oxy và có trợ lý túc trực ở bên. Nhưng khi phát hiện ra nữ diễn viên tái phát bệnh cấp tính, tình trạng của Châu Hải My đã ở mức nguy kịch, không thể cứu chữa. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là người trợ lý lúc đó đã ở đâu khi nữ diễn viên bị khó thở nặng rồi bất tỉnh. Ngoài ra, theo Sohu, Châu Hải My vốn có tiền sử bệnh cao huyết áp và bệnh lupus ban đỏ, vì vậy cô cần người chăm sóc và ở bên cạnh mọi lúc. Song Châu Hải My sống một mình trong biệt thự ở khu ngoại ô Bắc Kinh. Không có người thân bên cạnh, nữ diễn viên bị bệnh nặng đã một tuần nhưng cô không được đưa tới bệnh viện để nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, vì vậy dẫn tới sự việc đáng tiếc. Sau khi biết tin Châu Hải My qua đời, ca sĩ Lý Quý Phủ mất kiểm soát cảm xúc khi đăng tải video khóc lóc trên Douyin kèm lời trách móc trợ lý và những người xung quanh không chăm sóc nữ diễn viên tốt. Anh không chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi buồn và đau lòng khi cô ấy rời bỏ thế giới này. Anh thật vô liêm sỉ, không biết xấu hổ sao. Ca sĩ Lý Quý Phủ cũng trách móc trợ lý khi không kịp thời ở bên Châu Hải My lúc cô nguy kịch. Trước đó, truyền thông Hồng Kông đã đăng tải một bài phỏng vấn độc quyền về Châu Hải My vào năm 2010 đã được đăng tải. Đây cũng là lần đầu tiên nữ minh tinh tiết lộ tình trạng của mình. Châu Hải My cho biết bác sĩ đã từng đề nghị cô phẫu thuật cắt lá lách. Việc này có thể thực hiện một lần và mãi mãi nhưng chỉ có 50% cơ hội thành công. Và sau cùng, Châu Hải My cũng đã lựa chọn từ bỏ cuộc phẫu thuật sau khi suy nghĩ kỹ và quyết định sử dụng thuốc để kiểm soát tình trạng bệnh tật. Thậm chí Châu Hải My cũng từng giải thích với một tạp chí rằng cô không muốn đề cập đến nguyên nhân căn bệnh của mình. Tôi chưa bao giờ nói rằng mình mắc bệnh này hay không mắc bệnh này. Tôi không muốn lặp đi lặp lại điều đó. Tôi chỉ mong chuyện lớn sẽ được giảm thiểu, vấn đề tiểu cầu của tôi quả thực đã tái phát. Cách đây một thời gian tôi phát hiện trên tay mình có một vết bầm tím, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện tiểu cầu lại giảm và tôi cần phải dùng thuốc để kiểm soát nó. Châu Hải My cũng đã thảo luận chi tiết về tình trạng của mình với các phóng viên. Cô tiết lộ rằng lần mắc bệnh đầu tiên trong đời là kỳ kinh nguyệt đầu tiên ở tuổi thiếu niên, khi đó cô phải nhập viện 4 tháng và phải mất 3 năm điều trị mới ổn định được tình trạng. Tiểu cầu trong máu thấp khiến vết thương khó lành, vì vậy Châu Hải My đã cẩn thận bảo vệ cơ thể cô trong nhiều năm. Thậm chí, rất nhiều bạn bè đồng nghiệp của Châu Hải My đều biết rằng cơ thể của nữ minh tinh rất dễ bị bầm tím và sẽ bảo vệ cô khi quay phim cùng.